Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định. Từ chiều tối nay, mưa to ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, mưa vẫn duy trì, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt do dư địa mưa những ngày qua gây ra. Ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, vài nơi mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào đến mưa to. Mưa tập trung chủ yếu từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C.